Thưa quý vị, vừa qua trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ việc tung tin giả làm giả mạo văn bản của nhà nước, thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Những thông tin này không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng, xảo trộn các hoạt động xã hội mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch của cả nước nói chung và mỗi địa phương nói riêng. Cùng với việc xử lý nghiêm các đối tượng thông tin thất thiệt của các cơ quan chức năng thì bản thân mỗi người dân cũng cần hết sức cảnh giác trước những thông tin chưa được kiểm chứng. Ngày 2 tháng 2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận thông tin và xử phạt một tài khoản Facebook bản tin dầu tràm Huế về hành vi đăng tải thông tin thất thiệt về dịch Covid-19. Cụ thể, đây là phạt ngôn giả mạo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân hàng chế ra ngoài để phòng chống dịch bệnh. Tiếp đó, ngày 4 tháng 2, đơn vị cũng phối hợp với công an tỉnh xác minh xử phạt một chủ tài khoản Facebook vì đã đăng tải thông tin thất thiệt về bệnh nhân nhiễm COVID-19. Hai chủ tài khoản đều thừa nhận đã sao chép thông tin thất thiệt nói trên từ một trang mạng khác rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình mà chưa kiểm chứng cẩn thận. Có thể thấy rằng trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng tràn lang, những thông tin chưa được xác thực, ai cũng có thể là thủ phạm tiếp tay cho hành vi lan truyền thông tin xấu độc gây hoang mang dư luận. Và con lưu ý có hai điểm, điểm thứ nhất là theo dõi trên huyết để nắm thường xuyên cái tính giả, đây là cái cấn tính giả xuyên suốt từ trung ương đến địa phương để được công khai. Kể cả hai khi thấy có vấn đề gì mà nghi vấn hoặc là không tin tưởng thì gửi ngay đến trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tránh hoang mang trong cộng đồng xã hội. Hiện nay khi mà tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Những thông tin giả mạo không chỉ gây xảo trộn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phòng chống dịch, gây hoang mang dân chúng. Tại Thừa Thiên Huế, công tác phòng chống tin giả, tin xấu, độc đã được các đơn vị triển khai quyết liệt qua nhiều kênh thông tin, trong đó có ứng dụng phản ảnh hiện trường Huế S. Kênh thông tin này giúp người dân xác tín thông tin từ các bài báo, mạng xã hội bằng cách gửi cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh và trả lời bằng hình thức trực tuyến. Đồ chính xác của các thông tin đó để tránh việc like hay share những thông tin thiếu chính xác, bịa đặt hiện nay ở trên Huế nhằm cho người dân tiếp cận các cái thông tin và có kỹ năng phòng chống dịch ấy, thì được tích hợp toàn bộ trên S từ cái việc là khai báo y tế, các thông tin chỉ đạo của các nhân tỉnh, các văn bản, các cái bản đồ số về các cái vùng dịch cũng như là các cả cái cảnh báo đều được là, và đặc biệt nữa là các cái tính giả trong cái thời gian dịch thì đều được tích hợp lên Huế để triển khai các công tác phòng dịch một cách hiệu quả nhất. Nâng cao tinh thần cảnh giác của cộng đồng đối với dịch bệnh là điều nên làm. Tuy nhiên người dân cũng cần phải tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng để tránh tiếp tay cho các đối tượng xấu lợi dụng gây hoang mang dư luận, rối loạn xã hội. Qua đó, chung sức đồng lòng cùng các cơ quan chức năng sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19.